Rước voi về dày Mã Tổ, cổng rắn cắn gà nhà, phần 2. 1B. Thơ cảm ơn của Nguyễn Ánh, tiếp theo phần 1. Về lực lượng quân sự của Quả Nhân hiện nay, Quả Nhân có một quân lực đáng kể, bộ binh cũng như hải quân, và Quả Nhân có đủ quân nhu đạn dược cùng lương thực cần thiết cho chiến dịch mà Quả Nhân đang dự kiến. Quả Nhân không dám lộ liễu xin quốc vương giúp quân. Năm Cảnh Hưng thứ 50, ngày 17, tuần Trăng thứ 12. Trong sách Lưu Nê, sách Đã Chẩn, có chụp hình cái thơ bằng chữ Hán của Nguyễn Ánh gửi cho Lưu Y 16, trang 204. Nhưng chữ quá nhỏ nên thiếu các nét làm tôi không nhận ra, để tra các từ điển. Bài chữ Hán gồm có khoảng 450 chữ, còn bài chữ Pháp do The Guinness dịch có khoảng 4.000 chữ, trang 205 và 206, nghĩa là khoảng 9 lần nhiều hơn. Chắc văn chữ Hán quá cô động nên dịch ra tiếng Pháp phải dài dòng, hay The Guinness thổi phồng thêm vào những chuyện mà không có trong thơ chữ Hán. Louis Joseph de Guinness, một nhân viên hay một điệp viên, agent của tòa lãnh sự Pháp tại Quảng Đông năm 1783, biết về Việt Nam do sự đồn đại hay qua những tin tức do Olivier de Permanen và Le Bon kể lại. Mấy chữ đầu của bản chữ Hán mà tôi nhận dạng được và đã tra từ điển thì được như sau: Nam Quốc Vương Nguyễn, Đại Tây Quý Quốc Vương Ngự Lãm, và cuối thơ đề ngày Cảnh Hưng Ngũ Thập Niên, Thập Nguyệt, Nhị Thập Nhị Nhật, ngày 22 tháng 10 năm Cảnh Hưng thứ 50, tức là ngày 28 tháng 11 năm 1790. Qua thơ của Nguyễn Ánh trên, chúng ta nhận rõ hai cách cảm ơn Louis XVI của Nguyễn Ánh. Một cách cảm ơn ngoại giao ngoài miệng về việc Louis XVI giúp quân. Nguyễn Ánh biết cái hiệp ước Versailles đó quá bất lợi cho Nam Hà. Khi được biết Conway không thi hành cái hiệp ước đó thì Nguyễn Ánh đã nhẹ nhõm thở phào, vì chính Pino lấy danh nghĩa mình mà ký kết chứ không phải ý của chính Nguyễn Ánh. Một cách cảm ơn thành thật, chân tình là Louis XVI đã trả con tin Thế tử Cảnh lại cho Nguyễn Ánh. Chúng ta ai cũng biết, phong tục Á Châu, nhất là ở Trung Quốc và Việt Nam, một khi bắt con tin là bắt suốt đời, như Nguyễn Hải, con thứ 5 của Nguyễn Hoàng, và các cháu nội như Nguyễn Hắc, Nguyễn Vịnh, con trưởng và con thứ của Nguyễn Hán. Nguyễn Hán là con thứ 2 của Nguyễn Hoàng. Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Long, Nguyễn Cương, Nguyễn Chất, các con của Nguyễn Hải. Xem Hoàng tộc Lực Biên, Tôn Thất Cổn năm 1943, trang 12, bị Trịnh Tùng bắt làm con tin, tuy có cho làm quan và phong tước quận công nhưng phải sống cả đời ở ngoài Bắc rồi chết già ở đó. Cho nên Nguyễn Ánh rất xúc động, hạnh phúc, vui mừng cực độ khi nhận được lại con mình, Thế tử Cảnh. Chuyện thật chính đáng, trước là con của mình, sau là một thế tử, người mà sau này thế mình để quản lý Nam Hà hay cả nước Việt Nam, nếu Nguyễn Ánh thống nhất được cả đất nước. Nhưng người Tây Phương không có phong tục đó, một phong tục hủ lậu đối với chúng ta trong thế kỷ thứ 21. Còn ngày xưa, phong tục đó đã in vào lòng người cả mấy ngàn năm, như tại Trung Quốc, xem Đông Châu Liệt Truyện. Hiệp ước Versailles ký ngày 28 tháng 11 năm 1787 đã được Louis XVI chính thức hủy bỏ vào tháng 11 năm 1788. Thế mà Pháp vẫn muối mặt, gian xảo, sau này đã nhiều lần đòi áp dụng cái hiệp ước đó cho được, như Louis XVIII, Charles-Achille de Kergaro, hạm trưởng chiếc Sibella sang gặp Nguyễn Ánh, lúc này đã là vua Gia Long, năm 1817, để đòi thi hành cái hiệp ước đó. Tất nhiên, Nguyễn Ánh thẳng thừng từ chối và đuổi Kergaro về. 2. Lợi dụng người Pháp tình nguyện giúp Nguyễn Ánh. Vì để hù dọa Tây Sơn, để an lòng dân, có ý nói là Hiệp ước Versailles được thi hành và có thể dễ dàng có ngoại giao buôn bán với các nước Tây Phương, nên Nguyễn Ánh lợi dụng Pino cùng những người phiêu lưu Pháp, ít học, họ biết các ngoại ngữ như Pháp, Anh, Bồ, Ý ngữ, đang muốn làm giàu, cho nhập vào quân đội Nam Hà. Henry Corsair cho tất cả có 19 người, Leopold Cartier cho tất cả có 17 người. Hai ông này nghiên cứu rất kỹ lưỡng, nếu có một trẻ em hay một cô gái đã phục vụ cho Nguyễn Ánh thì không thoát khỏi sự tra cứu của hai tác giả thực dân này. Không phải là vô ích khi thu thập các dấu vết, dù cho chúng có thể nhỏ đến mức nào đi nữa, mà người Pháp và những người châu Âu khác đến phục vụ An Nam vào một trong những giai đoạn nguy kịch nhất trong lịch sử của nó đã để lại trong truyền thống và trong các tác phẩm lịch sử của An Nam. Phần đông những người này là lính tình nguyện binh 3, binh 2, binh 1. Lúc trước trong quân đội của Pháp có binh 3, với trình độ học vấn khoảng tiểu học ngày nay, bị hải quân Pháp đào thải hay bị quân Anh bắt, rồi trốn đi hay đào ngũ để phiêu lưu đi khắp vùng Đông Nam Á với ý đồ làm giàu càng sớm càng tốt. Cũng vì thế mà nhiều người Pháp ở lại Nam Hà chỉ 1-2 năm vì cho là lương bổng ít bởi Nguyễn Ánh keo kiệt.
Cũng nên biết rằng lương của một người Pháp phục vụ Nguyễn Ánh lúc bấy giờ lên đến 150 đồng PSD mỗi tháng, nghĩa là 300 quan mỗi tháng. Xem Nguyễn Quốc Trị tập 1 in năm 2016 trang 384. Chưa kể gạo phát cho vợ, con, người giúp việc và lính canh, trong khi một đại thần cấp thượng thư của Nguyễn Ánh chỉ có lương 30 quan và 20 phương gạo mỗi tháng. Xem thực lục tập 1 tháng 12 âm lịch năm 1803 trang 342, 1/10 lương của người Pháp. Những người Pháp này từ sĩ quan đến binh ba đều là những người thừa hành dưới trướng các tướng của Nguyễn Ánh như Tôn Thất Hội, Võ Tánh, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Trương. Cũng có vài người đã tham gia các cuộc chiến khá tận tụy, can đảm nhưng ở cấp thừa hành như phụ trợ, tiếp liệu, xây cất hay lái tàu ra ngoại quốc buôn bán cho triều đình. Xem Nguyễn Quốc Trị tập 1 năm 2016 trang 332 nhưng không trực tiếp tham chiến nên không có người nào tử trận. Ngoại trừ Manuel Mạng Hòe đến với Nguyễn Ánh rất sớm, ở ngã 7, chết tại chiến trường vào tháng 7 năm 1793, xem liệt truyện in năm 1993 trang 477, trong khi có hàng trăm tướng người Việt của Nguyễn Ánh bỏ mình trên các chiến trường. Họ phần đông có chức cai đội hay phó cai đội tương đương với cấp thiếu úy ngày nay, có tước hầu, cũng có vài người được phong đến cai cơ tương đương với cấp thiếu tá ngày nay, hay đến chức chưởng cơ tương đương với cấp đại tá ngày nay. Nhiệm vụ chính của họ là lái tàu đi buôn bán cho triều đình trong vùng Đông Nam Á. Để làm an lòng dân, để hù dọa Tây Sơn và nhóm hải tặc, đồng minh của Tây Sơn, Nguyễn Ánh và quần thần của triều đình đã tính rất kỹ. Tùy lương hướng của những người Pháp đã trình ở trên cao hơn rất nhiều đối với lương hướng của các quan binh của triều đình, nhưng trong một thời điểm nào đó, triều đình cũng chỉ trả lương cho khoảng 6 hay 7 người là nhiều, cho đi khoảng 2.000 quan mỗi tháng so với những lợi ích rất to lớn đã trình ở trên. Thật là Nguyễn Ánh và quần thần đã lợi dụng tối đa nhóm người phiêu lưu Pháp vì lợi ích của Nam Hà. Cũng vì cái tước hầu hờ của những người phiêu lưu Pháp nói trên đã làm hoa mắt các sử gia thực dân danh tiếng như tiến sĩ Jacques Maybin, linh mục Leopold Cadier, Alexis Faure, Georges Taboulet. Họ đã thần thánh hóa các người phiêu lưu Pháp giúp Nguyễn Ánh. Họ chẳng những đã thổi phồng mà còn khéo léo bịa đặt những việc làm không có thật của những người Pháp đã trình ở trên. Xem Nguyễn Quốc Trị, sách đã dẫn. Hành động của những nhà viết sử đã trình ở trên rất ư là tai hại và một số sử gia người Việt lấy đó làm tài liệu mà viết sử, làm cho những thế hệ người Việt sau họ hiểu lầm lịch sử Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Cũng may bây giờ, nhờ có thông tin đa dạng trên Internet và những cuốn chính sử rất khách quan viết bằng chữ Hán đã được dịch ra tiếng Việt mà các sử gia nghiêm chỉnh đã bắt đầu viết lại lịch sử của giai đoạn đó. Có người đọc BAVH, Đô Thành Hiếu Cổ Xã, mà những tác giả như Cadier Leopold, Cosserat Henry, Salo Angri, v.v. là những người Pháp thực dân. Và những người không đọc BAVH nhưng nghe đồn đã cho rằng Le Brun đã xây thành gia định vào năm 1795 là sai. Hay Jean-Marie Deyo và Olivier de Pimanen đã đánh trận Thị Nại năm 1792, đã đánh chìm 5 chiến hạm và khoảng 90 chiến thuyền của Tây Sơn là sai. Chấp nhận chuyện mấy người Pháp thực dân viết trong BAVH là vô hình trung, phủ nhận công lao, tài năng của các kỹ sư, thầy, thợ tiền nhân của chúng ta đã đóng chiến hạm, chiến thuyền, đã xây thành, đắp lũy, đã tạo súng Đại Bác, thần công, v.v. vào những năm 1770 đến năm 1800. Độc giả muốn biết Pinio là quân sư của Nguyễn Ánh, cứu mạng Nguyễn Ánh vào tháng 9, tháng 10 năm 1777. Nhờ Pinio mà Nguyễn Ánh đã thắng Tây Sơn, viện trợ tài chính và quân sự cho Nguyễn Ánh. Pinio đánh trận Diên Khánh tháng 11 năm Quý Sửu, tháng 12 năm 1793 cùng Thế Tử Cảnh, v.v. Thì xin xem Nguyễn Quốc Trị, sách đã dẫn tập 1 từ trang 316 đến trang 455 có dẫn chứng đàng hoàng. Ở đây tôi chỉ nói Pinio sau khi ở Pháp về, sau khi ký hiệp ước Versailles, chỉ gặp Nguyễn Ánh 2 hay 3 lần trong một năm. Xem Launay, sách đã dẫn, trang 309-310. Như vậy Pinio đã đủ là khổng minh của Nguyễn Ánh chưa? Đó, Nguyễn Ánh có khoảng 20 người phiêu lưu Pháp giúp từ năm 1777 đến năm 1820, 43 năm, so với hàng ngàn quân Tề Ngôi của Lý Tài, Tập Đình. Chỉ nói đến hai vị tướng cướp Tề Ngôi này thôi, giúp Tây Sơn đã đủ để Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà chưa? C. Pháp đô hộ Việt Nam là do Nguyễn Ánh. 1. Phong trào đi chiếm thuộc địa của phương Tây vì do Nguyễn Ánh đã dùng những người phiêu lưu Pháp nói trên.
Hiện tượng chiếm thuộc địa của các nước phương Tây đã có từ lâu. Đến năm 1815, một số lớn các nước Tây phương chưa đủ phương tiện kinh tế, kỹ thuật để đi chiếm thuộc địa, mặc dù được các thừa sai đạo Kitô khuyến khích và các nước Tây Âu cũng đã có ý định đi chiếm thuộc địa nhưng chưa gặp thời cơ thuận tiện. Cho mãi đến cuộc cách mạng công nghiệp vùng lên vào khoảng năm 1840 với sự bùng nổ đường sắt, hỏa xa nên các nước Tây Âu mới đua nhau đi chiếm thuộc địa. Có càng nhiều thuộc địa càng hay, có những thuộc địa rộng lớn càng tốt. Họ được xem là những cường quốc, có quân đội tinh nhuệ, có vũ khí tối tân, có quân dụng, tàu chiến hiện đại. Các nước cạnh tranh nhau đi tìm thuộc địa gồm có các nước chính sau đây: Bồ Đào Nha, Y Pha Nho, Tây Ban Nha, Hoa Lan, Anh, Nga, Pháp và sau này có cả đế quốc Nhật khoảng 1880. Một, nguyên nhân. Vì cuộc cách mạng công nghiệp phát triển quá mạnh ở Tây Âu nên tài nguyên của các nước này đã cạn quẹo, họ phải đi tìm tài nguyên ở các nước chậm tiến khác như mỏ các khoáng chất, mỏ vàng, mỏ bạc và đất đai để trồng cây công nghiệp như cây cao su. B. Tìm nhân công rẻ mạt ở các nước chậm tiến. Họ cũng muốn các nước này tiêu thụ những sản phẩm công nghiệp thừa thải của họ, nhưng người dân bản xứ không đủ phương tiện tài chánh để mua. Mặt khác, vì nạn nhân mãn, các nước Tây Âu khuyến khích dân sang chiếm cứ Mỹ Châu. Và sau này Bắc Mỹ đã công nghiệp hóa, cần nhân công, nên Tây Âu đã đưa khoảng 33 triệu người sang Mỹ. Nhờ cách mạng công nghiệp, Tây Âu rất giàu có và cho mình là văn minh hơn các nước chậm tiến. Chủng tộc da trắng được xem trội hơn những chủng tộc khác. Sau cùng là phải bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn của người dân thuộc các nước chậm tiến. Các vua Tây Âu đều do các giám mục Kitô làm lễ thụ phong vì cho dân những nước chậm tiến thờ ma quỷ. Như thế, các thừa sai Kitô giáo La Mã và Tin Lành được tung ra khắp năm châu bốn bể để rao giảng phúc âm. Phần nhiều, họ tìm những người nghèo khoảng 90-95% để rao giảng. Người Việt xưa ta có câu, hết gạo thì theo đạo. Tôi có tài liệu nói về chuyện này, nhưng nay bị thất lạc, và vì lớn tuổi nên tôi tìm không ra. Xem Nguyễn Văn Lục, 1.000 năm chống Tàu, 100 năm đô hộ Tây, thực chất và huyền thoại. Nguyễn Văn Lục không cho xuất xứ trong bài viết này, và ở trên mạng Internet cũng có vài bài như Chúc Duy Tư về truyền giáo của Thanh Tâm, rồi sau đó nuôi nấng con cháu của những người đó để trở thành những nhà trí thức có địa vị trong xã hội, một số trở thành linh mục hay quan lại ở các triều đình. Con cháu của những người này tất nhiên là theo đạo Kitô hết. 2. Trường hợp của Nhật. Trước năm 1853, nhiều nước Tây Âu đã đến Nhật xin đặt thương điếm để buôn bán nhưng bị từ chối gắt gao. Nước Mỹ, USA, Hiệp Chủng Quốc. Tôi thấy rất nhiều người Mỹ gốc Việt viết chữ chủng, dấu hỏi thay cho chữ chúng, dấu sắc. Tôi không biết vì lý do gì đã bị các nước Tây Âu chiếm làm thuộc địa, nên dân và chính quyền Mỹ rất ghét chuyện đi chiếm thuộc địa. Và khi đã hùng mạnh lên, chính quyền Mỹ còn cảnh cáo các nước Tây Âu về việc đi chiếm thuộc địa. Năm 1853, Phó Đô đốc Matthew Perry trình quốc thư xin buôn bán và nói rằng chỉ lo về mặt thương mại chứ không chiếm cứ thuộc địa. Năm sau 1854, Perry lại đến với một hạm đội vào vịnh Đông Kinh. Đòi chính phủ Nhật phải cho buôn bán, nếu không sẽ bắn phá thành phố. Chính phủ Nhật phải nhượng bộ, chẳng những cho phép buôn bán mà còn cho Mỹ lập lãnh sự quán tại Đông Kinh. Cũng vì vậy mà Nhật không bị chiếm làm thuộc địa như các nước Á Châu khác. Đây là nói chuyện lúc bấy giờ, ở thế kỷ thứ 19, Mỹ có một lục địa rất rộng lớn, chưa khai thác hết, còn bây giờ là một chuyện khác. Cũng phải nói đến Minh Trị Thiên Hoàng, sinh năm 1852, mất năm 1912, một vị vua có sáng kiến canh tân, hiện đại hóa đất nước, theo mẫu mực của các nước tư bản Tây Phương. Hiện tôi có một đồng yen, thời Minh Trị đề Quan Yen. Ông được một số đông đại thần tài giỏi phò tá. Ông lập hiến pháp và biến Nhật thành một nước quân chủ lập hiến. Ông nhập cảng máy móc tân tiến của Âu Châu rồi cho tháo ra để nhân công bắt chước làm lại và làm nhiều ra. Ông cải cách nền giáo dục. Ông đưa sinh viên sang Tây Âu du học, ông hiện đại hóa quân đội. Theo lịch sử Nhật, ông là người có công rất lớn, đã đưa nước Nhật thành một trong những cường quốc trên thế giới thời bấy giờ. Một khi đã là cường quốc thì Nhật muốn mở rộng biên giới. Sau khi chiếm quần đảo Lưu Cầu ở phía Tây Nam năm 1879, Nhật còn chiếm Cao Ly vào năm 1910. Đó là chưa kể đến khoảng 30 vùng đất mà Nhật đã tạm chiếm trong hai trận thế chiến. Theo tôi, không chỉ có vua Minh Trị muốn canh tân đất nước mình, mà còn có những nguyên thủ quốc gia khác ở Á Đông cũng có những ý kiến tương tự. Nhưng khi nước mình đã bị làm thuộc địa của các nước Tây Phương thì không triển khai các hoài bão của mình được.
Nhật rất may mắn được Mỹ can thiệp, nếu không thì đã bị các nước Tây Âu chiếm làm thuộc địa rồi. Nguyễn Vĩnh Tráng, Tiết Hàng Lộ năm con cọp. Từ trithứcvn.org, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.